Thanh Phong từ nhỏ tu luyện rất chậm, thường xuyên bị hài tử cùng tuổi khi dễ, một lần ngoại ý muốn lấy máu của mình đánh thức một con thái cổ nguyên ngạc quy, ở trên người thái cổ nguyên ngạc quy có một tòa mộ bia, đó là truyền thừa của một vị cường giả vô thượng lưu lại, từ đó Thanh Phong bước lên con đường tu hành, bắt đầu chinh chiến chư thiên vạn giới. Chương 1 Ngã xuống vách núi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Thu được truyền thừa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Song sinh thể chất. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Thành công tụ khí. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Luyện thể công pháp, thần bí bốn người bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Đấu giá hội Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Triệu gia Thần khí Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Thân pháp Tiêu giao bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Phượng Hoàng Sao Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Triệu gia truy sát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.